Chào cô ạ. Dạ. Mời cô ngồi. Cô muốn dùng gì ạ? À, cậu ơi, mấy ngày hôm nay dạ dày tôi có vấn đề, nên là tôi nhờ cậu hâm mộ tôi cái suất cơm này được không ạ? Hâm mộ cơm á? Cô không có tiền à? Không có tiền thì vào đây làm cái gì? Cô có thấy là quán tôi đang rất đông khách không? Tôi làm gì có thời gian mà hâm nóng cơm cho cô? Dạ. Dạ tôi xin lỗi, tôi làm phiền cậu ạ. Đợi đã. Phiền thật đấy. Cô đưa đây. Tôi cảm ơn cậu ạ. Cô ngồi đây đợi đi. Để tôi hâm nóng cơm cho. Dạ, dạ vâng ạ. Đợi tôi một lát. Dạ vâng ạ. Cô cầm lấy. Dạ, tôi cảm ơn cậu nhiều ạ. Cảm ơn ạ. Cô đi đâu đấy? À, dạ, tôi đi ra ngoài ăn ạ. Cô ngồi xuống đây mà ăn. Dạ, cậu ơi cậu, tôi ăn nhanh mà, vài miếng là xong ạ. Tôi đã bảo là cô cứ ngồi xuống đây mà ăn. Ra ngoài làm gì cho nóng ra. Dạ, dạ cảm ơn cậu ạ. Đấy, cái nhà hàng này làm ăn kiểu gì ấy hả? Đồ ăn tôi gọi từ bao lâu tại sao vẫn chưa có? À, anh đợi một lát, đồ ăn của anh đang làm, sắp xong rồi ạ. Cứ dẹp đi. Tôi nói thật với ông nhá, ông mà làm ăn kiểu này ấy, đóng cửa luôn đi. Ok. Khách gì mà hách dịch thế không biết nữa. Anh tưởng là chúng tôi cần khách như anh à? Mời cô. Sao lại như vậy hả cậu? Anh ta không ăn thì cô ăn giúp chúng tôi. Ăn cơm không làm cái gì, ăn cả thịt cả rau vào. Nhưng mà tôi... Tôi bảo cô ăn thì cô cứ ăn đi. Đồ ăn đã làm rồi, bỏ đi thì phí lắm. Yên tâm, tôi không tính tiền đâu mà lo. À vậy ạ. Dạ cảm ơn cậu nhiều ạ. Ơ này, cô làm gì thế? Sao không ăn đi? À, tôi già rồi, tôi ăn rau cũng được ạ. Con tôi nó đang còn nhỏ, đang tự ăn tự học, nên là tôi nhường cho cháu nó ạ. Này, làm sao mà ông cứ bắt tôi là người xấu mãi đấy? Thì nhìn ông khác gì người xấu đâu. Ừ. Đấy, cái nhà hàng này làm ăn kiểu gì ấy hả? Đồ ăn tôi gọi từ bao lâu tại sao vẫn chưa có? Nhưng mà ông khác gì tôi đâu.